Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Tiếp tục diễn biến giang sơ ở video trước, Vương Lâm đã nhìn thấu được đại trận hộ tông của đấu tả phái, đó là dựa vào khoảng cách. Càng ở gần thì sức mạnh truyền vào người tên trưởng môn càng nhiều. Thế là hắn lùi về sau, lão ta bắt buộc phải đi ra ngoài, ngừng tụ ra con rồng tấn công. Chỉ chờ có vậy, Vương Lâm liền triệu hoán ra vũ khí phá tan công kích của đối thủ. Biết tình thế không ổn rồi, lão ta định lùi về đại trận. Vương Lâm đã không cho phép điều đó, hắn sử dụng thần thức cực cảnh công kích, phá tan thanh kiếm của lão ta. Hóa ra thanh kiếm này lại chính là mắt trận. Giờ kiếm đã gãy, đại trận cũng bị phá, lão ta chủ động nhận thua, đồng thời giao lệnh bài trưởng giáo cho hắn. Vương Lâm cũng thu lấy lệnh bài xem thử, thấy hắn lơ là cảnh giác, lão bất ngờ giơ tay đánh lén. Tiếc rằng trên người hắn lại có áo giáp hộ thân nên hoàn toàn không sao. Nửa thanh kiếm còn lại bị phá hủy, cơ thể lão cũng tan biến theo. Đám người đấu tả phải biết không đánh lại nên đồng loạt quy thuận. Vương Lâm để cho Hắc Y Ma Quân thay mình làm trưởng giáo một thời gian. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là bế quan tu luyện. Sau khi nghe hắn nói sẽ đưa mình quay về hỏa phần mình, trong lòng Lý Mộ Uyển liền có sự tiếc nuối. Thời gian 4 năm, hắn đã cứu mạng nàng vài lần, cho nên nàng cũng muốn báo đáp. Lý Mộ Uyển quyết định sẽ giúp hắn bố trí một cái pháp trận xung quanh đấu tả phái. Về phía Vương Lâm, hắn còn có kẻ thù nên tạm thời không muốn để cho Lý Mộ Uyển đi theo. Như vậy nàng ta sẽ an toàn. Hứa Lập Quốc sau khi thôn phệ nhiều linh hồn, tu vi đột phá lên kết đan cũng khôi phục lại ký ức. Tên này định giấu giếm thực lực để sau này còn tính kế lại Vương Lâm. Ai ngờ Vương Lâm đã nhìn thấu được ý đồ này. Sau một hồi suy nghĩ, gã ta cũng quyết định liều mạng phản công, nhưng còn chưa kịp thể hiện thì đã bị cực thức giật cho tê người. Vương Lâm ép gã nôn ra thần thức vừa thôn phệ được, sử dụng những thần thức này để tế luyện phi kiếm. Sau 3 ngày bế quan, Vương Lâm cũng đi ra bên ngoài. Đúng như dự định, hắn sẽ đưa Lý Mộ Uyển trở lại tông môn. Hắn cảm ơn và đưa trả lại hồn huyết cho Lý Mộ Uyển. Nàng ta cũng đưa lại cho hắn một túi đan dược và một cái lệnh bài. Bên trong lệnh bài là trận pháp cao cấp, vừa có công vừa có thủ. Sau này hắn gặp nguy hiểm thì trận pháp này có thể trợ giúp được. Sau khi chia tay Lý Mộ Uyển, Vương Lâm lại tiến vào không gian bên trong Thiên Nghịch Châu. Bởi vì thời gian ở đây nhanh gấp 10 lần bên ngoài, nên hắn chỉ cần ở bên trong đợi đến khi chủ sát lệnh trên đầu tan biến, sau đó lại đi ra ngoài. Việc kế tiếp là trở lại đấu tà phái nhậm chức trưởng giáo. Tin tức liên quan đến Vương Lâm nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, bọn họ đều cho rằng hắn tu luyện tử chú thuật. Lời này vô tình bị một cường giả hóa thần trung kỳ là Đoan Mộc Cực nghe được. Lão ta cũng đang tìm kiếm người tu luyện tử chú thuật. Bây giờ có được tin tức nên Đoan Mộc Cực lập tức đi tới đấu tà phái. Hắc Y Ma Quân cùng các đệ tử tông môn đang ở bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần thì giật mình kinh ngạc, trước mặt là một cơn bão khổng lồ đang kéo đến. Đoan Mộc Cực hỏi thăm trường giáo đấu tà phái đang ở đâu. Lão nhấc bổng Hắc Y Ma Quân như con gà rồi bắt đầu tra hỏi, vì Vương Lâm đang nắm giữ hồn huyết nên không dám tiết lộ. Tuy nhiên, Đoan Mộc Cực này lại có thần thông quá kinh người. Lão chỉ dựa vào hồn huyết của Hắc Y Ma Quân liền cảm nhận được vị trí của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm vẫn đang ở Hỏa Phần Quốc. Với thể chất của Mã Lương thì rất khó để đột phá Nguyên Anh, nhưng mà Chiến Thần Điện lại có một môn bí thuật là thần đạo thuật có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, cho nên hắn định dùng thân phận của Mã Lương để vào bên trong học trộm. Nhưng trước khi kịp tiến vào bên trong thì lão tổ Nguyên Anh của Chiến Thần Điện đã ngăn cản. Lão vốn đã biết chuyện Mã Lương bị đoạt xá nên không cho phép hắn tiến vào, đồng thời còn uy hiếp rằng hắn dám ngấp nghé bí thuật của Chiến Thần Điện thì cũng phải xem mình có bản lĩnh này hay không đã. Vương Lâm không thể đánh lại lão già này nên đành phải rời đi. Vừa mới rời khỏi chưa được bao xa thì Đoan Mộc Cực đã tìm tới nơi. Lão ngưng tụ ra một bàn tay định bắt giữ hắn. Biết kẻ tử có thái độ không thân thiện, Vương Lâm nhanh chóng dùng độn thuật để bỏ chạy, mượn nhờ pháp trận ở đây để ngăn cản lão già kia. Đoan Mộc Cực chỉ cần phóng ra một kích đã phá tan trận pháp do nhiều cường giả Nguyên Anh hợp lực bố trí. Bà lão tổ Nguyên Anh của Chiến Thần Điện lập tức đi ra ngoài chuẩn bị ứng phó. Đoan Mộc Cực chỉ cần thốt ra một chữ cút, sóng âm cuồn cuộn bạo phát, ba lão tổ đã bị đánh trọng thương hộc máu. Thực lực cũng quá mạnh rồi. Lão tổ Chiến Thần Điện nhìn vào ký hiệu trên y phục của Đoan Mộc Cực, liền biết được tu vi cùng thân phận. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, bọn họ chỉ giống như con sâu cái kiến, không ai dám phản kháng. Đoan Mộc Cực dùng thần thức thăm dò nhưng không cảm ứng được vị trí của Vương Lâm nữa. Lão chỉ biết hắn chưa thể rời khỏi đây nên phân thân thành nhiều thân ảnh ra khắp Tuyền Vũ Quốc. Các phân thân cùng nhau tỏa ra thần thức bao trùm toàn bộ Tuyền Vũ Quốc. Phàm là tu sĩ ra vào đều sẽ bị lão già khống chế. Chỉ cần Vương Lâm xuất hiện thì sẽ bị phát hiện.
Lúc này Vương Lâm đang trốn bên trong Thiên Nghịch Châu, cho nên lão già kia mới không cảm ứng được. Tuy nhiên thời gian ở bên trong Thiên Nghịch Châu lại có hạn chế. Sau khi dùng hết 3 năm thời gian, hắn cần phải ra ngoài đủ 3 ngày thời gian thì mới có thể tiếp tục tiến vào trong được. Không còn cách nào khác, Vương Lâm phải tìm cơ hội đột phá thần thức của Đoan Mộc Cực. Tiếc rằng hành động của hắn lại không thể nhanh được bằng lão ta. Hắn vừa mới xuất hiện thì Đoan Mộc Cực đã lập tức có mặt chặn đường. Vương Lâm sử dụng thần thức cực cảnh tấn công vào thần thức lão ta rồi thừa cơ bỏ chạy. Công kích của hắn quá yếu ớt so với đối thủ. Đoan Mộc Cực tùy tiện dùng một chút sức mạnh đã khống chế được Vương Lâm, nhốt hắn vào trong một cái lồng bằng linh lực. Rất may là lão già này không có sát ý. Vương Lâm cũng biết điều này, lão giăng đại trận vây bắt, còn chờ mình dòng dã 3 năm, rõ ràng là có chuyện cần đến hắn giúp. Lão muốn mượn sức mạnh của tử chú thuật, nếu hắn bằng lòng đi cùng, lão sẽ tặng cho 2 viên đan dược gia tăng thực lực và gia tăng tỷ lệ đột phá nguyên anh. Vương Lâm muốn biết nơi cần đến nguy hiểm tới mức nào. Đoan Mộc Cực thẳng thắn cho biết, nơi đi tới cần thực lực đạt cảnh giới nguyên anh hậu kỳ trở lên thì mới thăm dò được. Chỉ cần một chút không cẩn thận thì đều sẽ mất mạng. Đổi lại thì thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Pháp bảo, đan dược, công pháp muốn là có, đặc biệt là anh biến đan. Chỉ cần uống một viên thôi là có thể đột phá cho thành cường giả anh biến kỳ. Sức hấp dẫn này, lão ta không thể nào bỏ qua được. Từ chú thuật của hắn có tác dụng để qua một cửa ải trong đó, cho nên lão khẳng định rằng sẽ bảo vệ hắn đàng hoàng. Vương Lâm biết mình không có cơ hội để từ chối, hắn nhanh chóng thu đan dược vào trong tay, đồng thời còn có một lời đề nghị khác. Hóa ra đề nghị của Vương Lâm là muốn lực trấn nhiếp của Đoan Mộc Cực để giúp mình tiến vào cấm địa tu luyện thần đạo thuật. Sau khi nhìn thấy hắn đi bên cạnh Đoan Mộc Cực, lão tổ Nguyên Anh mới nhận ra người mà lão ta truy tìm bấy lâu nay lại là hắn. Đoan Mộc Cực mạnh mẽ cưỡng chế bọn họ để cho Vương Lâm tiến vào xem thần đạo thuật. Thái độ vô cùng cứng rắn, cường giả như lão không thể nào xin xỏ bọn họ được. Bọn họ mà dám không đồng ý thì lão sẽ dùng sức mạnh quét sạch động phủ luôn. Vương Lâm nhanh chóng được lão tổ Phượng Loan dẫn đi. Sau khi đến nơi, cô mới nhắc nhở hắn. Cô không biết hắn đã dính vào chuyện gì, mong rằng hắn đừng làm liên lụy tới chiến thần điện. Nếu hắn thề làm được thì cô sẽ mở cấm chế để hắn tiến vào. Vương Lâm cho biết sau khi mình xem xong thần đạo thuật thì sẽ rời đi ngay, từ nay không trở về nữa. Phượng Loan vừa lòng với những lời này, cô lại cho biết thần đạo thuật này rất huyền diệu, không phải mọi người đều có cơ duyên học được. Sau khi hắn xem xong thì sẽ hiểu ý của cô. Được biết, thần đạo thuật là bảo vật trấn phái của chiến thần điện. Bí thuật gốc đã bị thượng cấp tù Trần Quốc cướp đi, mà bí thuật này lại vô cùng huyền ảo. Gần như không cách nào để ghi lại chứ đừng nói là sao chép. Thủy tổ chiến thần điện năm đó bằng vào ký ức đã cưỡng ép đem thần đạo thuật điêu khắc lên tấm bia đá này. Sau khi điêu khắc được một thời gian liền bỏ mạng, Vương Lâm vẫn không tin là không thể sao chép. Sau khi ngồi xuống ghi nhớ thì hắn mới giật mình. Những dòng chữ mà hắn đã ghi nhớ trong thức hải đều bị một cỗ sức mạnh quét sạch. Có một loại pháp tắc đang ngăn cản ghi nhớ, khiến cho bí thuật chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời. Vậy mà thủy tổ chiến thần điện lại có thể cưỡng ép ghi nhớ nó rồi sao chép lại. Từ điều này liền có thể thấy thực lực của vị thủy tổ kia rất kinh người, có thể chống lại pháp tắc. Quá trình tham ngộ của Vương Lâm gặp chút phiền toái, Hứa Lập Quốc nhanh chóng đi ra ngoài, đây là cơ hội tốt để xử lý hắn. Gã không chọn cách ra tay với Vương Lâm mà chọn cách thi triển bí thuật ra bên ngoài. Bí thuật này có thể cầu thông với các cường giả trong Thi Âm Tông, gọi bọn họ đến cứu mình. Rất nhanh, tông chủ Nguyên Anh của Thi Âm Tông tại Hỏa Phần Quốc cũng nắm được tin tức. Vì Hứa Lập Quốc là đệ tử của một môn phái siêu cấp, bọn họ bắt buộc phải giải cứu hồn phách gã ta. Thế là lão tổ lập tức cho triệu tập tất cả đệ tử có tu vi kết đan trở lên, đi tới Hỏa Phần Minh đòi người. Vương Lâm vẫn miệt mài tham ngộ, hắn hiểu ra được ý nghĩ của môn tà thuật này là sáng tạo ra phân thân và bản thể cùng tu luyện. Đến lúc kết nguyên anh thì hợp lại làm một với bản thể, từ đó xác suất thành công cũng tăng lên, nhưng mà tài nguyên tu luyện của hắn lại quá ít. Pháp bảo đan dược để bản thể tu luyện còn không đủ thì làm sao có thể tu luyện phân thân. Phương pháp này e là không làm được rồi. Hắn đi ra ngoài gặp Đoan Mộc Cực rồi cùng với lão ta rời đi. Bầu trời đột nhiên nổi mây đen sấm chớp. Một vài cái cột trụ siêu to khổng lồ giáng xuống. Những cột trụ này bố trí nghiêm chỉnh xung quanh, giống như đang bố trí trận pháp. Người làm chuyện này chính là tông chủ Thi Âm Tông. Hứa Lập Quốc thấy bọn họ xuất hiện liền vui mừng vì mình sắp được tự do rồi. Tông chủ lên tiếng hỏi tội Vương Lâm. Vương Lâm phủ nhận, hắn chẳng biết mình có tội ở đâu. Điều này làm cho lão ta tức giận đánh ra một trường lực sần mặt. Đoan Mộc Cực dễ dàng hóa giải.
ông chủ biết người đi cùng hắn có thực lực không tầm thường, nên cũng chắp tay trình bày lý do. Vương Lâm phủ nhận mọi chuyện, Khứa Lập Quốc nghe được lời của hắn cũng tức điên tiết. Đoàn Mục Cực vẫn một mực bảo vệ Vương Lâm. Tông chủ Nguyên Anh đành phải uy hiếp, lão cho rằng người trước mặt chỉ là Nguyên Anh kỳ nên hùng hổ đe dọa. Thiêm Tông ở đây có tận 8 cao thủ Nguyên Anh kỳ, muốn bảo vệ tiểu tử đó thì đừng trách bọn họ. Đoàn Mục Cực tức giận đe dọa ngược lại. Thế là tông chủ Thiêm Tông đành phải thi triển ra đại trận. Toàn bộ lực lượng của mọi người đều tập trung lại một chỗ, tạo thành một ngọn núi khổng lồ. Khứa Lập Quốc bắt đầu nhảy lên ăn mừng. Chút ít nữa thôi, Vương Lâm sẽ bị tiêu diệt, gã ta sắp tự do rồi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt. Đoàn Mộc Cực chỉ cần dùng một tay đã ngăn cản được đòn tấn công, sau đó tiện tay phá hủy ngọn núi. Đến bây giờ bọn họ mới nhận ra người trước mặt là cường giả hóa thần kỳ. Muốn quay xe thì đã không kịp nữa. Toàn bộ đệ tử bị hạ sát trong nháy mắt, chỉ giữ lại 8 tên cường giả Nguyên Anh. Đây là đã rất nể mặt Thiêm Tông rồi. Khứa Lập Quốc thì khóc không ra nước mắt, gã không thể tin được lại có kết cục như thế này. Vương Lâm liếc nhìn uy hiếp dọa cho gã ta sợ mất mật, liên tục cúi đầu xin lỗi. Hắn khiêu khích Khứa Lập Quốc còn có cách nào khác để liên lạc với Thiêm Tông thì cứ dùng nốt đi. Nghe được lời này, gã ta mới nhận ra mình đã bị tính kế. Ngày trước hắn có cố ý tỏ vẻ không ổn để Hứa Lập Quốc lơ là. Thực sự thì mọi hành động của tên này đều đã bị Vương Lâm nắm trong nắm bàn tay. Đoàn Mộc Cực cũng biết được hắn mượn nhờ sức mạnh của mình để giải quyết đám người Thiêm Tông. Sau nhiều thời gian di chuyển, hai người cũng đến được một nơi gọi là Toái Tình Loạn. Dưới đất có một cái cổ truyền tống trận để di chuyển đến cơ thể cổ thần. Xung quanh lại có vô số tảng đá lơ lửng đang di chuyển. Chỉ riêng chỗ này đã quỷ dị ly kỳ như vậy rồi. Vương Lâm bị ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. Rất nhanh sau đó, những người khác cũng xuất hiện. Lần lượt là cổ đế, tù vì hóa thần sơ kỳ, coi tính mạng như cỏ rác, đã giết người vô số. Kế tiếp là Lục Sục Ma Quân, tù vì hóa thần trung kỳ, có thể dùng ý niệm điều khiển tâm trí. Đi bên cạnh là một cái khôi lỗi. Cuối cùng là Mạnh Đà Tử, tu vi hóa thần trung kỳ, tu luyện độc công, toàn thân đều là độc. Hắn cũng không ngờ được rằng chuyến đi này lại tu hợp hơn nửa số ma đầu của Tu Ma Hải. Bọn họ cùng nhau lấy ra cực phẩm linh thạch. Đây là linh thạch phẩm chất cao nhất, cũng là thứ rất quý hiếm trong tinh cầu này. Hắn bây giờ mới tận mắt được nhìn thấy. Sau khi đưa cực phẩm linh thạch vào các vị trí trên truyền tống trận, trận pháp truyền tống cũng được mở ra đưa mọi người tiến vào thông đạo. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.